Hello cả nhà, chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới cả nhà vì cái video ngày hôm qua cả nhà đã nhắn tin hỏi thăm em rất là nhiều luôn. Thì hiện tại bây giờ vẫn đang trong cái tình trạng xử lý công việc, nói chung là không có hy vọng gì đâu cả nhà. Nói chung là tìm được thì mừng, không tìm lại được thì thôi. Nhưng mà cái hy vọng, cái xác suất hy vọng nó rất là ít. Em cũng xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và đã hỏi thăm em. Khi nào mà có cái tình hình như thế nào thì em sẽ cập nhật để cả nhà cùng vui với em nha. Còn nếu như mà cả nhà không thấy em cập nhật là cả nhà biết rồi đó. Nói chung là nó sẽ mất cây thôi cả nhà ha. Đầu video ngày hôm nay em sẽ có hai cái cây Đài Loan này chia sẻ cho cả nhà. Đầu tiên là em có một cái cây salary, một hướng salary như thế này. Cái hướng này thì em mới ghim vào chậu thôi nè cả nhà, rễ nó đã ra rất là nhiều rồi. Salary em chia sẻ một hướng đầu như thế này là 350.000 em bao ship. Đây là một cái cây cát nguyên thủy rất là đẹp. Anh chị nào nhìn vô cái lưỡi của nó mà anh chị thấy được cái độ đẹp của nó thì anh chị mình có thể chốt về chơi. Và đặc biệt cái cây salary này là cát nguyên thủy rất là xiên bông chứ không phải là hoa mùa như những cái cây khác cả nhà nha. Đa số anh chị mình sẽ mặc định rằng là cát nguyên thủy là nó sẽ hoa theo mùa, nhưng mà em cũng thích mấy cái cây xiên bông thôi cả nhà. Cho nên là em sẽ chọn những cái cây xiên bông. Và cây này chắc cú với cả nhà rất là xiên bông. 350.000 một hướng salary màu hồng. Cái này là một cái màu hồng mà hồng nói chung là nó trong trẻo lắm cả nhà. Hồng đậm cũng không phải, hồng lờ cũng không phải, nhưng mà nhìn màu hồng rất là bắt mắt. Và mình nhìn cái màu hồng vô cái kiểu là mình thấy cái hoa nó xịn xịn liền á cả nhà. Hướng thứ hai em chia sẻ cho cả nhà sẽ là một cái cây First Choice của Đài Loan. Em chia hướng hai lá kèm một măng, 500.000 em bao ship. First Choice của Đài Loan này thì hiện tại cả nhà chỉ tìm được ở những cái vườn nào mà còn lưu trữ lại giống thôi cả nhà. Còn nói mà bây giờ mình tìm, mình đi nhập những cái cây này từ Đài Loan về thì xin thưa với cả nhà là không có đâu cả nhà. Tại vì những cái mặt hàng này họ đã ngưng làm rồi. Ai còn giống thì có thể chia sẻ tiếp. Hoặc là ai đã và đang có giống thì mình cứ cố gắng mình nhân giống thôi cả nhà. Đây là một cái cây trắng đỉnh nhất của dòng Đài Loan và hiện tại hiếm nhất của dòng Đài Loan luôn. Anh chị mình cần giống thì liên hệ em nha. Hai lá kèm một măng, 500.000 em bao ship. Zalo của em là 0989214119 cả nhà nha. Em sẽ có một cái hướng một lá đầu. Cây 158 rất là VIP cho cả nhà mình cùng sưu tầm và chia luôn. Và cái lá này thì em bán theo tiềm năng. Và cái lá 158 này ưu điểm của nó rất là nhiều luôn cả nhà. Thứ nhất là cây nó sẽ rất là khỏe. Cái thứ hai, 158 này một lá nó sẽ có tầm 3 mắt lận. Và nó rất là lợi về cái khả năng mà mình khai thác và mình nhân giống nó đó cả nhà. Cái này thì nói chung là cái này cả nhà trồng tầm 2 tháng nữa cả nhà sẽ được hai lá, nhưng mà giá tiền thì em sẽ bán với giá một lá, cho nên là cả nhà yên tâm, rất là lợi luôn nha cả nhà. Em có một cái cây 158 một lá kèm một măng như thế này, rễ nó ra cả nhà thấy không? Những cái lá nào mà cả nhà thấy không, cái đít nó bự bự như thế này là nó đẻ rất là ghê luôn. Nó y như cái kiểu như ông bà ta hay nói là gì, chọn vợ gì, chọn mông, chọn gì đó cả nhà, cái kiểu là như vậy đó. Đây thì em nói cho vui thôi, nhưng mà thực sự cái cây 158 này cái khả năng của nó rất là ok nha. Cái xanh xanh này là cái thuốc em xịt phòng chống thú nhũn nha cả nhà, không phải thuốc hay phân gì hết, nó chỉ là thuốc phòng chống bệnh thôi. Cây này em có một hướng 158 như thế này, cây này bông cũng rất là to luôn. Em có một hướng một lá đầu. Và cái cây 158 này giá nó cũng khá là cao, nhưng mà nếu như mà anh chị mình mua hàng giống với một lá này thì giá nó vẫn mềm hơn so với hướng hai lá. Và đặc biệt cái lá này nó rất là to và rất là đẹp luôn. Anh chị mình thích sưu tầm thì inbox em sẽ báo giá cái lá này nha cả nhà. Trên thị trường người ta bán cao lắm á cả nhà, người ta sẽ bán tầm bao nhiêu ta quên rồi. Thôi anh chị mình inbox em sẽ báo giá lá này nha. Giá này khá cao nha cả nhà. Em có một cái cây hắc tướng rất là VIP chia sẻ cho cả nhà. Cây này thì anh chị nào chơi sẽ biết cái cây hắc tướng màn hình phẳng này là một cái cây hắc tướng rất là xiên bông và nó rất là có giá trị về cả tinh thần, vật chất và về cả thẩm mỹ luôn cả nhà. Giá trị về thẩm mỹ là sao? Là cái hoa này nó nở rất là đẹp luôn và nó cũng khá là to. Giá trị về vật chất là sao? Cây này nó rất là có giá trị. Và cái giá trị về tinh thần là sao? Cây này nó trồng đẻ rất là nhanh nha cả nhà. Em có hướng hắc tướng màn hình phẳng hai lá dính một nhát cắt. Anh chị mình thích sưu tầm thì inbox em sẽ báo giá những cái hướng này, những cái mặt bông này thì thị trường người ta bán rất là cao, nhưng mà anh chị mình inbox em sẽ báo giá cụ thể cho cả nhà mình cùng tham khảo. Vừa túi tiền thì mình sắm, không vừa túi tiền thì mình có thể dùng cái số tiền đó mình sắm qua cây khác cả nhà ha. Khi nào mình có tiền thì mình sẽ sắm tiếp. Lan thì nói chung là sẽ có cây mắc cây rẻ là chuyện bình thường thôi cả nhà. Anh chị nào đã có cây rẻ rồi thì mình có thể lấn sân qua những dòng cây mắc. Còn nếu anh chị nào chưa chơi thì anh chị mình có thể bước đồng ngoặt đầu tiên anh chị mình chơi, trồng, chăm thử. Đó là những cây tem, đó là cái mốc cột để cho anh chị mình có thể lớn sân vào cái showbiz cách lây da cả nhà. Và tại sao
anh chị mới chơi mà em không tư vấn cho anh chị mới chơi hàng sưu tầm. Bởi vì hàng sưu tầm, thứ nhất là cái giá nó mắc nè. Cái thứ hai, hàng sưu tầm là hàng tách chiết nhỏ lẻ lắm cả nhà. Cây nó sẽ không được lùm lùm bự bự. Anh chị mình chơi sẽ rất là nản. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất là tránh thiệt thòi về cái tài sản của mình đó. Cho nên em sẽ tư vấn cả nhà là nếu mà mình chơi cách lay da thì mình có thể mua những cái cây tem về mình trồng thử, mình chăm thử. Khi nào mình đầy tem là mình có thể lấn sân qua những cái dòng hàng sưu tầm cả nhà ha. Và những cái tem thì nó chỉ tầm trăm mấy thì nó có chết thì nói chung là đó cũng là cái tài sản của mình, mình cũng phải cố gắng mình bảo quản thôi cả nhà. Nó chết vẫn tiếc nhưng mà đỡ tiếc so hơn với những cái hàng sưu tầm như thế này. Hàng sưu tầm thì giá cao, thì chỉ tách chiết một hai lá thôi. Thì anh chị nào trồng, biết trồng rồi thì cảm thấy trồng rất là dễ. Nhưng mà những anh chị chưa trồng thì anh chị mình sẽ rất là sợ cái kiểu là như vậy đó. Cho nên em tư vấn cả nhà, mình tránh thiệt thòi, cái quan trọng nhất là thiệt thòi về tài sản của mình thôi cả nhà nha. Hướng hát tướng màn hình phẳng hai lá có một mét cách, cây này thì trồng nhanh lắm cả nhà ơi. Anh chị mình thích sưu tầm inbox em sẽ báo giá nha. Ồ, cái hát tướng này thì bao đẹp rồi. Cái hướng này em bán hơn 2 triệu cả nhà. Em có một hướng 074 super 3 lá như thế này, 1.650.000 em bao ship 074 super nha cả nhà. À, dòng 074 thì em sẽ có một cái cây 074 kia kìa rất là đẹp nhưng mà hiện tại hôm nay em không có bán. Và cái cây 074 super này là hai cây đỉnh nhất trong cái dòng 074 rồi cả nhà. Còn cái cây 074 lưỡi đen nữa nhưng mà 074 lưỡi đen thì em không có bán. Và cái cây đó thì theo cái gu của em thì mình không có thích. Không biết anh chị mình có thích, anh chị nào thích 074 lưỡi đen hay không. Em vẫn có nha nhà nhưng mà em ít lên lắm. Kiểu như mình không ưng cho nên là mình cũng không lên bao nhiêu. Và cái cây đó thì theo khả năng của em nhận định thì mình trồng nó rất là chậm. Nó chậm lắm, nó chậm hơn so với những cây này. Mà một người buôn bán như em thì cả nhà biết rồi đó, cái gì mà nó tiềm năng thì mình hãy đầu tư cả nhà ha. Và ngay cả nhà chơi cũng vậy, mình hãy chơi một cách minh mẫn nhất, mình hãy chơi một cách sáng suốt nhất cả nhà ha. Đó, mời cả nhà mình cùng lên 074 super 1.650.000. Rồi, video em sẽ làm tới đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.